Hai cho anh em vào xỉu lớp bài nhật vừa xong nghe tay cương chọc và lèm bèm tí các bạn nhá. Live phim chia sẻ với anh em bản điểm mới cũng như bản dịch còn lắc luôn. Đó, à, rồi hay đơn với các kiểu 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 nữa thì là sẽ được tăng thêm 20%, tức là một nửa của số đó. Đâu, là 10%, tính nó level 1 thôi nhá, tính nó level 1 thôi. Thì còn lắc sẽ được tăng 20%, hội còn lại sẽ được tăng 10%. Những ai không thuộc team Ikari thì không tính. Team Ikari là cái team, là những người trong team này này. Đây, tất cả các thành viên này sẽ được tăng sát thương khi đi cùng với con Clark. Tiếp theo này, tăng cho bản thân 25% tỷ lệ chí mạng. Cứ mỗi một võ sĩ bên phe ta trên sân, tức là ví dụ như đánh team 4 người thì là tính là 4 người, tính cả cái bản thân Clark luôn. Đánh ở trong đấu trường thì là 6 người, thì cứ một võ sĩ bên phe ta sẽ tăng cho Clark 4% tỷ lệ chí mạng và 4% cường hóa sát thương. Thì thường là đánh ở trong đấu trường sẽ là 24% tỷ lệ chí mạng cộng với 25%, tức là rơi vào khoảng 49% tỷ lệ chí mạng và 24% cường hóa sát thương cho con Clark. Tăng cho bản thân 5% kháng chí mạng và kháng sát thương đứng với mỗi mục tiêu đối phương, tức là được 30% kháng chí mạng và 30% kháng sát thương cho cả trận. Cái này là cả trận, sẽ không có bị mất. Con này có bắt buộc phải S-Max như con Mizuchi không? À, con này thì thực sự là nếu như anh được nói về con này, anh sẽ khuyên anh em không chơi. Thực sự là anh khuyên không chơi con này. Lừa con này anh em. Tại vì nếu như mà, với lại một phần nữa, khi mà nó, tức là nó có mục tiêu của con này nó chia làm hai trường hợp. Một là anh em bóp vào kiểu gì cũng chết, tức là những cái võ sĩ đà hay là kỹ ấy, thì con này nó nhảy vào kiểu gì nó cũng sẽ chết. Thì anh em có lên S-Max hay không nó cũng không quan trọng, tại vì kiểu gì nó cũng chết mà. Nhưng mà còn với những võ sĩ mà nó bóp kiểu gì cũng không chết được, ví dụ như gặp rep này, ví dụ như gặp hội giới ăn sát thương này, thì con kiệt lạc này hoàn toàn không tác dụng gì cả. Lên S-Max hay không nó cũng không gây thêm được sát thương, thành ra lên thì lại thành phí. Là cái đấy thì tùy anh em thôi. Rồi, tiếp theo này, nếu như mà chỉ có một mình bản thân Clark, tức là đánh trong võ đài á, đánh 1-1 á, thì sẽ tăng cho tất cả các chỉ số của chỉ số luôn, tức là kháng chí mạng, cường hóa sát thương, kháng thương là 12%, tức là một nửa của cái lượng tối đa á, 12%. Thì cái này tức là đây trong cái phần nửa đầu của cái nội tại là đã tăng công thủ rồi, tăng rất nhiều công thủ ở đây rồi. Nhưng mà có một dòng rất quan trọng cho các võ sĩ đẻ hiện thay, nhưng mà con Clark nó chưa có, đó là không có xuyên biến không. Con này không có xuyên biến không. Điểm yếu của nó. Ok, tiếp theo này, khi mà bị tấn công và bị khi bị tấn công mà bị giảm nộ, tức là giảm nộ từ tất cả mọi nguồn bao gồm độc chiêu tuyệt kỹ của đối phương các kiểu kiểu á. Đó, thì sẽ lập tức giảm 200 nộ của kẻ đã tấn công mình. Ví dụ như bị Sion giảm nộ thì con Clark nó sẽ giảm con Sion nó 200 nộ luôn. Nhưng mà cái này không có xuyên biến không. Thật ra nếu như tân 1 thì cũng coi như không có gì. À, gặp con rep đang phun nộ thì cũng coi như không có gì. Đó, tức là bị rep phun nộ độc chiêu vào là cũng coi như không có gì luôn. Hoặc là 200 nộ nhưng mà là cái người đánh và lại là con Athena này, hoặc là con thần bài đang cầm lá bích này, thì cũng coi như là hai bên gãi qua gãi lại cho nhau thôi. Cường lát là của server Nhật nha, thanh niên nào chơi cường lát về bên Nhật nha. Đến đâu rồi nhỉ? Đây, hồi cho bản thân 50% cái lượng nộ bị giảm, tức là bị giảm 200 thì hồi 100 và thêm 100 nộ nữa. Tức là tất cả các hiệu ứng giảm nộ nếu như giảm từ 200 đổ xuống thì sẽ không hề có tác dụng với Clark. Còn nếu như giảm từ 200 đổ lên thì coi như là Clark sẽ mất nộ. Hiện nay có một số người sẽ giảm trên 250 nộ, trên 200 nộ, ví dụ như là Killflame sẽ giảm được. Killflame sẽ giảm được độ Clark tại vì nó có kèm theo khóa nộ. Tứ môn Sunei giảm được. Độc chiêu Sion nếu crit lên giảm được. Còn ai nữa không nhỉ? Hình như nếu mình nhớ không nhầm mà chỉ có tầng đó thôi. Chỉ có mấy con đó là giảm được. Một số con ví dụ như Shingo tứ môn giảm được. Shingo tuyệt kỹ giảm được luôn. Tức là cứ giảm trên 200 nộ là được. Giảm trên 200 nộ là con Clark này không phụ. Đấy, tiếp theo là cứ mỗi khi bắt đầu lượt của đối phương sẽ có một võ sĩ ngẫu nhiên bên phe đối phương bị giảm 100 nộ. Cái này thì cái tỷ lệ này rất là hên xui. Cái này á là các bạn sẽ phải tính như sau này, nó sẽ chọn bất kỳ một võ sĩ bên ngẫu nhiên bên đối phương, không cần biết là kẻ đó có khả năng bị giảm nộ hay không. Tức là thậm chí là một con rep bên kia đang full miễn khống, đang có miễn khống
nó vẫn sẽ chọn con rep đó và nó sẽ không có gì xảy ra cả. Cái này nó tương tự nếu như một số bạn nào hiện giờ đang cầm con rep quân nhân á, có hồn vũ khí các kiểu, sẽ có một số lúc các bạn đấm vào bên đối phương và chỉ thấy giảm nộ được có một con thôi, và thậm chí nó còn không hiện cái giảm nộ lên nữa, thì tức là đã cái mục tiêu của nó đã chọn trúng một cái con miễn khống, thật ra nó không giảm được cái gì cả. Đó, thì con rep này cũng vậy. Và nếu như mà giảm 100 nộ như mình đã nói ở trên á, có một số võ sĩ hiện tại nếu như là ví dụ giảm vào Clark đối phương này, giảm vào thần bài này, giảm vào Athena là gần như là không có tác dụng gì cả. Ông mới được có khoảng 10-15 phút thôi mà. Chưa lâu đâu cơ mà. Đó, thì cái dàn phía trên này là vậy thôi. Phía tức là 1/3 đầu tiên, cái đoạn đầu tiên là tăng chỉ số bình thường. Đoạn tiếp theo là liên quan đến nộ, tức là mày giảm nộ tao thì tao giảm nộ mày. Nhưng mà nếu mà mày hên potential, tức thường tối đa được 4 tầng một. Tối đa là giữ được 4 tầng. Mỗi một cứ một lần bị đánh vào người á, thì cái một cái tầng nó sẽ bị giảm đi. Ví dụ như anh em từ 60% máu rớt xuống 50%, thì anh em sẽ nhận được một tầng cái tầng tích thương này. Sau đó khi anh em bị ăn đòn một lần nữa thì nó sẽ mất cái tầng nó đi. Đấy, nó cứ lên xuống như vậy thôi. Và Clark sẽ nhận 100% cường hóa. 100% khả năng thương. Chỉ có bạn không biết. Để đâu anh em? Thêm đâu rồi? À đây. Khi mà con Clark này nó có cái tầng tích thương này ở trên người á, không cần biết bao nhiêu tầng, một tầng cũng như thế mà bốn tầng thì cũng như thế thôi, sẽ nhận 100% kháng sát thương. Đấy, cái này này, nó ghi ở đây này. Dã man. Và nó ghi đây, the reset ratio had nothing to do with the layer number, tức là không cần biết bạn có bao nhiêu tầng, chỉ cần là có trên người thì là được. Có trên người sẽ được 100% kháng sát thương. Thành ra khi mà con Clark này bắt đầu xuống dưới 50% máu á, thì nó sẽ có rất nhiều cách để nó lên cái tầng này. Cái tầng lên được rất là nhiều. Độc chiêu nó cũng có này, nội tại nó cũng có, nếu mà nhớ không nhầm độc chiêu cứ tung là có. Còn cái, nhưng mà anh em để ý này, cái câu tiếp theo nó sẽ nói là the effect can be active up to 4 times from X5, tức là mỗi một trận thì cái nội tại được cộng 4 lần thôi. Anh em tức là bị đánh dưới 50% máu nhận cái tầng này được 4 lần. Còn cái độc chiêu thì mới được cả trận. Anh em cũng phải để ý, anh em sẽ thấy có nhiều lúc con kiệt lạc đang rất là trâu, xong bỗng nhiên tự dưng nó yếu hẳn đi luôn, nó mỏng hẳn đi luôn, là lúc đấy anh em biết là anh em hết cái nội tại rồi đấy. Hoặc là anh em đứng im chờ chết, hay là anh em phải cố gắng trụ được cho tới lượt sau của mình để con Clark này tung được cái độc chiêu á, thì lúc đấy thì anh em mới trâu lại được một chút. Nhưng mà độc chiêu như tăng có một tầng thôi, thành ra bị đấm một phát thì phát đầu không đau, nhưng mà phát thứ hai sẽ rất đau ấy. Đây, thế nó ghi này, nó sẽ không có giới hạn về cái tầng tích thương này được cộng dồn vào khi mà tung độc chiêu. Và cái lần tung độc chiêu đó nó cũng sẽ không cộng vào cái 4 lần này của cái nội tại. Tức là 4 lần này thì dành riêng cho cái nội tại thôi. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, 100% kháng sát thương nhưng vẫn bị sốc chết như thường nhá. Nếu như mà đánh 1-1 thì cái nội tại này thay vì tạo được 4 tầng khiên thì chỉ tạo được 1 tầng. Đấy, có một cái miễn tử mà chỉ xài được 1 lần thôi. Khi mà Clark nhận sát thương chí tử sẽ không chết ngay lập tức. Thay vào đó là sẽ giải toàn bộ hiệu ứng của bản thân, bao gồm cả trạng thái hóa đá, hồi cho bản thân 20% máu và hồi 200 nộ. Thì cái này nó giống như cái kiểu của giống con Leona chiến binh á. Con Leona chiến binh thì anh em biết rồi, nó cũng sẽ thanh tẩy bản thân một phát, sau nó hồi lên một chút máu và chỉ có vậy thôi. Thành ra nếu như ngay sau đó bị bồi thêm một cú nữa, ví dụ như con Clark này là bị bật biến tử lên xong, nhận ra là bên kia là có Sion này, có thần bài này, có Terrico này, có ghi các kiểu nó nhảy vào là chết đấy. Kiệt lạc không, anh không lấy kiệt lạc, thanh niên này anh không chơi. Tiếp theo là đến gì đây, đây nó kêu là cái hiệu ứng miễn tử này chỉ kết hợp được một lần thôi, một lần mỗi trận thôi. Nếu như có tối có ít nhất là 3 thành viên của team Ikari bên phe ta bên trên trong trận đấu hoặc là trên viện trợ thì sẽ tăng cho bản thân 15% chí mạng trong vòng 2 lượt đầu tiên. Đó, thì gần như là anh em chơi con Clark này thì anh em sẽ phải chơi chung với rep là cái mục đã chắc chắn rồi, và sau đó sẽ phải chơi với con Leona chiến binh nữa. Đó, thì nó mới lấy được cái 15% chí mạng này. Và mình nói luôn nhá, con Clark này nếu như không chí mạng nó là một con cực kỳ phế vật,
Tại vì anh em nhìn thế này, nguyên một cái dọc ở đây, cái nội tại của nó hoàn toàn không có tăng, không có xuyên biến khống. Và anh em biết rồi đấy, cái loại mà sát thương thuần không xuyên biến khống á, thì anh em thấy rồi, như Sion đấy, nó tăng luôn cả cường hóa sát thương, cả kháng sát, đâu, cả cường hóa sát thương, cả công, chí mạng cao, các kiểu kiểu đấm một con ref không ăn thua. Thì thanh niên kiệt lạc này cũng như thế thôi. Mà chưa kể mà Sion còn được một cái nhá, là ít nhất nếu như lên S-Mark còn có sát thương lan, không S-Mark thì cũng là sát thương hai mục tiêu. Còn thanh niên này là chỉ có bóp đúng một người thôi, đầu trận nhảy vô ôm cổ con ref bên kia là cũng như vứt đi rồi. Đó, thành ra cái nội tại này gần như là anh em thấy nó tăng tất cả những thứ gì mà lắc có thể. Tăng công này, tăng chí mạng, kháng chí mạng và kháng sát thương. Sau đó là có khả năng hồi nộ khi bị giảm nộ và giảm nộ đối phương là một cái hay. Có khả năng tăng kháng sát thương rất cao lên cho bản thân, nhưng mà cũng chỉ có một số lần sử dụng thôi. Nếu như anh em bị dồn quá nhiều thì nó cũng chết như bình thường. Và anh em nhớ này, cái 100% kháng sát thương này á, nó hoạt động không giống như cái giảm sát thương nhá. Cái giảm sát thương thì anh em sẽ được đếm số đòn đánh, còn cái này là nếu như anh em nó sát thương của nó cao quá anh em vẫn chết như bình thường thôi, không có gì là đảm bảo ở đây cả. Diamond dị với kim dị thì chỉ con hổ lấy thôi. Thế thật là tự độc chiêu này, tấn công một mục tiêu, cái này là hàng trước, tấn công một mục tiêu hàng trước, nếu như võ sĩ đối phương người bị đánh á là mang hồn gấu thì sẽ hồi cho bạn, sẽ tăng cho bản thân 15% tốc độ hồi nộ trong vòng 3 lượt. Cái này hình như là trong vòng 3 lượt, trong vòng 2 lượt. Nếu như nó không ghi gì là trong vòng 2 lượt. Đó, tấn công một mục tiêu, nếu như mục tiêu mang hồn gấu, tăng cho bản thân 15% tốc độ hồi nộ trong vòng 2 lượt. Nếu như không phải hồn gấu thì sẽ gây thêm 30% sát thương. Tức là đánh 1 triệu vào hồn gấu thì là 1 triệu và được hồi thêm nộ. Nếu như đánh vào hồn hổ thì sẽ gây 1 triệu 3. Nhận cho bản thân một tầng tích thương, một tầng pain potential á, một tầng tích thương, có 10% tỷ lệ tung độc chiêu, the chance of releasing the small kill. Tỷ lệ tung độc chiêu của Clark tăng thêm 10% mỗi khi, à đây, cứ mỗi khi Clark nhận một tầng miễn thương thì tỷ lệ tung độc chiêu của Clark sẽ tăng thêm 10%, kéo dài cả trận. Tối đa lượng tăng 40% và độc chiêu này sẽ hồi cho Galak 15% máu. Tháng này anh có lấy collab không? Anh không chơi Nhật lắm ơi. Nhật chơi collab thì anh thì mọi người qua Nhật, chứ còn anh bên server mình không có collab. Anh cũng không có làm event bên collab, thì thầy Tấn Ú hôm qua có làm video về bên đó thì anh cũng không theo dõi. Đấy, thì cái này nó rất là straightforward, nó rất là thẳng mặt thôi, biết thẳng mặt. Đấm vào hồn gấu thì được tăng tốc độ hồi nộ, đấm vào hồn khác tăng sát thương, nhận cho bản thân một tầng tích thương, tăng thêm tỷ lệ độc chiêu cứ với để độc chiêu cho bản thân cả trận với mỗi tầng tích thương nhận, cứ mỗi khi nhận được tích thương và hồi máu cho bản thân, không có xuyên miễn khống. Còn tuyệt kỹ này, tấn công một mục tiêu hàng trước, tăng cho bản thân 20% công thủ, có 40% làm choáng mục tiêu trong vòng một lượt. Cái hiệu ứng choáng hiện giờ đặc biệt là giật cho hội hàng trước thì gần như không có tác dụng gì rồi. Nếu như mà không choáng được mục tiêu thì sát thương của tuyệt kỹ này tăng thêm 15%, giảm kháng chí mạng của đối phương đi 20%. Và cái giảm chí mạng này nó sẽ bỏ qua hiệu ứng miễn khống và kéo dài một lượt. Thì đây là cái thứ bỏ qua miễn khống duy nhất của thằng Clark, đó là giảm tỷ lệ kháng chí mạng của đối phương đi 20%, mà và chỉ kéo dài một lượt thôi, còn lại không có gì khác. Tiếp theo này, tăng sát thương của bản thân gây lên các võ sĩ kỹ bên đối phương 20% trong vòng một lượt, nhận một tầng. Nếu như máu của bản thân thấp hơn 30% thì nhận thêm một tầng miễn thương cho bản thân, nhận thêm 50% tỷ lệ chí mạng. Là tuyệt tung tuyệt kỹ đầu tiên thì sẽ nhận 50% tỷ lệ chí mạng. Hello go. Đó, tức là cái cú mình đã nói đó, con Clark này là cần rất cần chí mạng, nếu như không chí mạng là lên là không có sát thương. Thành ra các tuyệt kỹ lần đầu tiên của nó á, nó sẽ được tăng thêm chí mạng được 50%, thì gần như chắc chắn chí mạng rồi, trừ khi nào ôm một mấy con mà có kháng chí mạng cao đó thì nó sẽ không chí được, còn nếu không thì gần như chắc chắn sẽ chí đó. Sau khi thức tỉnh vũ khí thì tất cả các hiệu ứng sẽ được tăng lên, và có
tỷ lệ chuyển qua cái tuyệt kỹ Ultimate Clash Destroyer, ta chuyển qua tuyệt kỹ thứ hai á. Cái tuyệt kỹ này hình như là tuyệt kỹ mà nó tung lên xong rồi nó dập xuống á. Cái đó, ủa cái đó mình nhớ là Argentina Backbreaker chứ nhỉ, nếu như trong cái bộ kỹ năng của nó ghi như thế. S66 vừa gộp với S65 thì phải, 66 gộp với 65. Thì đấy, tổng kết lại cái bộ kỹ năng của con Clash như sau. Rất thuần sát thương. Đồng ý là nó có những khả năng bảo vệ bản thân, nhưng mà thứ cái miễn tử của nó, nhất cái miễn tử của nó rất là suy đa. Cái miễn tử của nó là loại mà chỉ xài được một lần thôi. Đó, và sau khi mà miễn tử xong ấy, thì máu của nó được xét về vị trí 20%. 20% đó thì nếu như mà các bạn đã xài hết cái lần mà tăng cái miễn thương của bên mình lên á, thì nó xin nhẹ cái là các bạn cũng đi à. Tại vì trong cái thời điểm, với lại cái miễn thương hiện giờ gặp cái thể loại đánh nó phần trăm máu, hoặc là đánh theo cái kiểu mà như con vai ra nó ôm cho thì nó cũng bay thôi. Được cái là các hai đứng ở hàng sau thì thường là mục tiêu nó bị nhắm vào nó sẽ là thần bài với các kiểu, thần bài với Sion các kiểu đó. Thì đồng ý là con Clash này nếu như nói về sát thương, nó sẽ là một trong số những con mà gọi là ôm sát thương đầu ra của nó nếu như chí mạng được rất là cao. Nhưng mà cái vấn đề là nó chỉ dồn vào một mục tiêu thôi. Thì sau con Clash này sắp tới sẽ là tất cả các thể loại sẽ đều có giới hạn sát thương này, miễn tử này và hồi sinh rất là nhiều. Thành ra Clash nó có hơi một chút lép vế so với các con đả khác. Thì những anh em nào mà đã từng chơi ở các server khác, ví dụ như QQ hay bên Nhật ấy, thì biết là con Clash này hao meta rất nhanh. Những anh em mà chơi cái team chơi con Clash này sẽ chỉ có hai trường hợp. Một là chơi team Ikari, tức là cực kỳ yêu thích cái nhóm này thì chơi Clash là chắc chắn. Hai á, là anh em chơi team gấu. Chơi team gấu thì sẽ dùng con Clash này để chắc chắn là bóp, không phải là chắc chắn mà là mong cho nó bóp chết được một con bên đối phương để lấy lợi thế về người đó. Thì có một cái viễn cản khá là buồn cười là hiện nay server bên mình thì lại khá khá là lạ khi mà con vai nó nhanh nhẹn. Thì anh em biết mà, con vai thì nó không ngại bị bóp chết. Nếu như con Clash này nhảy vào con vai thì cũng chỉ đơn giản là làm cho con vai mất cái hồi sinh và đấy đầy thanh tích thương thôi. Thật ra nhiều khi nó cũng không hay ho cho lắm. Cái này là không phải là mình chê mà là thực sự là nó như thế. Ở các server khác thì nếu như bạn nào mà muốn chơi theo kiểu lạ lùng một chút thì cũng được thôi. Vẫn là một con có thể dùng được, nhưng mà nếu như mọi người đánh giá con Vice á, nằm ở mức 7 đến 8 điểm trong số những con xung quanh cái thời gian này, thì mình đánh giá con Clash này cũng lắm được khoảng 6 đến 7 điểm thôi. Tại vì con Vice ít nhất á, nó còn có khả năng gọi là hồi sinh xong rồi làm khi nào với các kiểu kiểu rồi, hoặc là ôm bom các kiểu. Thế nên Clash này nếu như các bạn không hơn uy á, không tận dụng được cái lợi thế từ kỹ trước của nó thì gần như nó không có gì nhiều ngoài sát thương cả. Viên tử kiệt lạc ngay vào cao su vậy. Đấy thì những ai mà thích chơi team gấu, hoặc là những người mà thích chơi theo cái kiểu mà Ikari á, đó thì cái việc mà lấy thôi, không có gì cả. Còn bên mình là những anh em nào mà ví dụ như đang ở server mới thì mình khuyên là không nên. Server mới hẳn luôn á thì ok, ví dụ 80, 81, 82 các kiểu kiểu thì có thể lấy Clash, tại vì lúc đấy sẽ không con nào xuyên được Clash cả. Thì chỉ là hai bên đấm nhau xem là con Clash của ai khỏe hơn thôi. Nhưng mà còn những cái team nào mà mình nói là đã bắt đầu vào form rồi á thì tốt nhất là không nên đua, không nên chơi Clash. Tại vì nó sẽ khá là thọt cho các bạn. Tại vì về sau nếu như theo cái lịch ra boss mà mình có thông báo á thì sắp tới sẽ là Mizuchi, rồi sắp tới sẽ tới Major nữa. Thì hai con đó nếu mà bàn về sát thương nó sẽ ổn định hơn Clash rất là nhiều. Còn nếu như mà các bạn là cái kiểu mà có tài nguyên dư dả, kiểu vẫn thích chơi ấy, thì cái đấy thì các bạn có thể nuôi nhiều đội hình được thì thoải mái. Còn cái gì nữa không nhỉ? Đây đây là cái nhiệm vụ, nó có kêu là nó sẽ thay đổi cái nhiệm vụ Special Task ở đây, Interface. Thì mình không biết là nó thay đổi cái gì hay là phải chờ tháng mới nó mới đổi, chứ mình nhìn nó vẫn y vậy, chứ không thấy có cái gì khác ở đây cả. Thì có vẻ là một cú lừa khá là lộ liễu đến từ nhà phát hành. Đấy, cái này thì cũng không có gì hết. Xem nào. Ồ, các bạn nếu mà có ai tự nhiên thắc mắc hỏi tại sao là mình chưa có mở full cái pass này, thì tại vì mình định là tháng này mình không có dùng cái gì hết. Mình định để đến level 100 xong mình bấm một lần thôi, mình đạp xong mình bấm một lần để mình tổng kết lại một lần nữa cái tổng số lượng đồ ở trong đây nó cho á, rồi mình sẽ đưa lên web. Với hôm nay thật sự là lười làm web quá, chưa có làm. Vô trễ không lội stream được.
Cái này thì anh nghĩ là khoảng tầm 15-20 phút nữa, hoặc là đến tầm tối tối á, cu Minh nó đi học về thì nó sẽ ấy thôi. Hoặc là không thì đây con cờ lắc thì như mình cũng có. Để con cờ lắc ở đâu nhỉ? Anh em chờ một chút mình sẽ đi kiếm con cờ lắc. Hôm bữa mình nhớ là mình có giật con cờ lắc rồi. Cờ lắc. Ủa không phải nằm ở đâu nhỉ? Mình nhớ mình có giật con cờ lắc rồi và mình có gửi cho các anh em luôn đấy chứ không phải là không. Để đâu ta? Em chờ một chút. À đây 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 đây. Đây con cờ lắc đây. Đây là con cờ lắc của anh em này. Đấy mình sẽ kéo kéo mình kéo kéo từ từ một chút nhá để cho các anh em đọc. Cái này là cái bản giật con cờ lắc của bên server QQ. Thì mình đã giật con cờ lắc này rất lâu rồi. Đó thì anh em đọc này, đó, tăng căn cường sát thương tuyệt kỹ. Sát thương tuyệt kỹ thôi, ghi sát thương tuyệt kỹ cho nó dễ đọc. Hạn lực đầu ở level 1. Đó, các thành viên được thiên nội nhân một nửa. Đấy. Bạn nào không đọc được thì chụp màn hình lại nhá, rồi về mà đọc. Chứ bây giờ mọi người ngồi mà lướt qua lại cái này nữa thì rất là mệt. Đó, có cả nhị môn luôn này, có cả nhị môn với các kiểu ở dưới này luôn. Có ai muốn muốn mình review môn của con này luôn ở bên server QQ không? Có ai muốn review môn luôn không? Nếu muốn thì mình làm luôn thôi. Nếu mà nhớ không nhầm mà trong này là mình có cả thức tỉnh vũ khí với có cái kiểu luôn. Ok, thôi mình sẽ review nhị môn luôn nhé. Tại vì hôm nay mình cũng muốn cái buổi stream nó khoảng 30 phút một chút chứ không có phải là 15-20 phút như vậy. Cáp hình lại khỏi anh ơi. Ok không, và vậy thì cái mấy cái phần môn thì mình sẽ nói qua những gì mà nó khác biệt một chút so với các loại thôi nhá. Hàng đầu tiên giống nhau, tăng cho bản thân 30% lực chí mạng thì ở trên nó cũng như nhau thôi. À không, cái dòng này dòng mới, tăng thêm cho bản thân 30% lực chí mạng. Cái chỉ số này tăng từ 4 và 5 lên thành 5 và 6, tức là lên được một chút. Đó, từ nếu mà đánh 1-1 á, thì thay vì 12% thì là 15%. Khi mà giảm nộ á, đó thì 200 nộ giảm gây ra giảm nộ của đối phương 200 và hồi nặng thêm 5 150 nộ ở đây, thì tức là lúc nãy mình có kêu á, khi mà chưa nhị môn thì các những võ sĩ nào mà giảm cờ lắc từ 200 nộ trở lên thì cờ lắc sẽ mất nộ, còn khi mà có cái 150 nộ này rồi á thì cờ lắc nó sẽ rơi vào khoảng tầm bao nhiêu nhỉ, 300 nộ, anh em phải giảm trên 300 nộ thì nó mới bị mất nộ được. Một hồi bị gan thì anh em không chịu trách nhiệm đâu. Không, cái này thật sự là con cờ lắc này cũng khá là lâu ra môn, cái môn nó thật sự cũng không thay đổi nhiều. Đấy, giảm nộ của đối phương cái này giống nhau này. Cái tầng tích thương của giảm thương của cờ lắc ấy, khi mà chưa nhị môn là 50% thì cái này là 60%. Cộng dồn vẫn tối đa 4 lần, vẫn là 100% cường hóa sát thương. Nếu mà 1v1 thì nội tạng này có thể cộng được 2 lần chứ không phải chỉ 1 lần. Cái giảm thương này cũng có thể kích hoạt bằng nội tại đến 6 lần nếu như đánh 6v6. Khi mà chưa nhị môn thì là 4 lần. Thì nó tăng thêm được 2 cú đánh nữa cho anh em. Đó, khi Clark nhận sát thương chí tử này thì cái này là hồi từ 20% lên thành 60% máu và thành ra cực kỳ cần thiết luôn. Và hồi 500 nộ. Cái 500 nộ này gần như chắc chắn là khiến con Clark nó full nộ ngay sau khi nó ấy lục luôn. Đó, và nhận thêm hiệu ứng thành lũy. Thành lũy tăng 60% kháng khống chế và kéo dài cả trận. Cái này nó ở trong cái bản dịch kia thì nó tên là Fortress. Fortress thì những anh em nào mà chơi thì anh em biết cái đó là tên là pháo đài thành lũy các kiểu kiểu đó. Thì mình giật ở đây ra rồi. Kích hoạt một lần mỗi trận. Nếu như có hai thành viên đội thượng nộ thì khi anh em lên nhị môn á thì anh em không bắt buộc phải chơi ba con nữa. Anh em chỉ cần chơi hai con thôi, thường sẽ là chơi Rap và Clark. Đó thì nó sẽ được tăng 15% chí mạng kéo dài cả trận. Và nó cộng cho cả các thành viên của đội thượng nộ luôn chứ không phải chỉ một mình bản thân nhưng mà chưa có nhị môn. Ok. Độc chiêu á thì nếu mục tiêu là võ sĩ hồn gấu tăng cho bản thân 20% thay vì 15%. Nếu như không phải hồn gấu thì tăng 40% thay vì 30%.
nhân một tầng giảm thương, đó tỷ lệ chiếu tăng 15% thay vì 10%, cộng dồn tối đa 3 lần là 45. Khi mà chưa ấy thì nó tối đa được 30 thôi. À đâu, tối đa được 40. Đấy, hồi cho bản thân 15% máu và 200 nộ. Tức là cái độc chiêu ở phía trên là chỉ hồi máu thôi, tứ môn thì có hồi cả nộ nữa. Nếu như bản thân đang có hiệu ứng thành lũy, tức là đã kích hoạt cái miễn tử lên rồi, thì sẽ nhận được thêm hồi thêm 10% máu là 25% máu tổng cho cái tứ môn, và nhận thêm 35% hút máu trong vòng 2 lượt. Cái hiệu ứng hút máu này thì không thể bị giải trừ. Tiếp theo là cái thức tỉnh vũ khí của Clark. Thức tỉnh vũ khí thì tỷ lệ làm choáng tăng từ 40% lên 50%. Ở xét thương tuyệt kỹ, nếu như không choáng á, thì tăng từ 15 lên 20. Tăng 30% công thủ thay vì 20. Giảm mục tiêu 30% kháng chí mạng trong vòng 1 lượt bỏ có miễn khống. Cái này trước khi thức tỉnh vũ khí là 20%. Xét thương lên võ sĩ kỹ phải được tăng 30% thay vì 20. Máu của bản thân thấp hơn 40%, nhận một tầng giảm thương. Ở phía trên này là 30%. Đấy, cái tỷ lệ tuyệt kỹ của nó khá là lạ. Thay vì như Sion á, nó là tuyệt kỹ là của nó là 50%, thì cái tuyệt kỹ của thằng Clark này là 35%, tức là anh em sẽ có 1/3 khả năng được đổi qua tuyệt kỹ khác. Và cái tuyệt kỹ nó sẽ như thế này: tất cả hiệu ứng sẽ giữ nguyên, tức là tất cả những cái hiệu ứng phía trên này sẽ được giữ nguyên này. Đó. Ồ, mà còn thiếu dòng này: lần đầu tung tuyệt kỹ ở trong trận đó sẽ được cộng 70% chí mạng. Tất cả hiệu ứng giữ nguyên, nhưng mà được cái bỏ qua đỡ đòn và kháng cự, không có xuyên khống nhá. Nếu như mục nếu các mục tiêu là các đối tượng không thể bị nhấc, tức là mấy thằng đang hóa to, ví dụ như con ghi, ví dụ như con Haomaru lục môn của anh hổ, mấy cái như xe vàng này, thùng thùng nước á, thùng thùng ở trong thùng thùng kinh nghiệm á, nước kinh nghiệm á, đó đang bị hóa đá, đang bị đóng băng, thì hội đó sẽ không nhấc lên được, thì sẽ không bao giờ đổi tuyệt kỹ. Nếu mà cứ nắm chúng vào hội đó sẽ không đổi tuyệt kỹ. Đó, lần kế tung tuyệt kỹ tỷ lệ đổi chiêu tăng lên từ 35 lên 100%. Đó là tất cả kiểu gì trong vòng 2 lần đầu tiên cũng sẽ xài. Nhưng mà nếu như trong trường hợp anh em bị xui, tức là cái hàng trước của đối phương toàn là cái hội mà biến hình đó, thì cái đấy thôi, coi như bó tay. Đó, và cái, và thật sự là cái tuyệt kỹ thứ hai này chỉ có một dòng duy nhất tốt hơn, đó là cái bỏ qua đỡ đòn và kháng cự, còn lại thì không có gì khác. Nhưng mà anh em biết rồi, con Clark cài đắn cực kỳ dựa vào chí mạng. Nếu như nó không chí mạng á, thì sát thương nó không có. Còn nếu như đã chí mạng thì kiểu gì nó cũng bỏ qua đỡ đòn và kháng cự rồi. Thành ra nó thấy thực sự là nó chả có tác dụng gì ở trong cái này cả. Đấy, như nhau thôi. Cái tuyệt kỹ này chỉ là đổi, đơn giản là đổi động tác cho đẹp. Tiếp theo này, lục môn. Tấn công một mục tiêu với 50% tỷ lệ làm choáng thay vì 40%. Sát thương tuyệt kỹ tăng lên 25 thay vì 20. 35% công thủ, cái này ai cũng có. Giảm chí mạng tăng lên một chút, sát thương lên kỹ tăng một chút. Máu của bản thân thấp hơn 50%, thì cái này là càng lúc càng dễ nhận cái tầng giảm thương này, và lần này là nhận được 2 tầng chứ không phải là 1. Nếu mục tiêu có thể bị nhấc, chuyển sang dùng Argentina Backbreaker. Tức là cái này đấy, chỉ cần cái ở phía trên là có 35%, còn ở dưới là chỉ cần nắm được vào thằng đó và thằng đó nhấc được, tức là không phải nằm ở trong mấy cái dạng như thế này ở trên á, thì chắc chắn sẽ đổi tuyệt kỹ và bỏ qua đỡ đòn kháng cự. Đấy, thì lúc này thì cái 35% chuyển tuyệt kỹ sẽ đổi qua cái khác, đổi qua Clutch Buster. Cái này là kết hợp cả hai tuyệt kỹ lại là một. Thì cái này những anh em nào mà đã từng coi video của các server khác á, thì đều biết rồi. Thanh niên sẽ lao vào đấm đá túi bụi lên, xong rồi tung thằng đó lên, xong rồi dậm nó, kiểu cái động tác animation cực kỳ rườm rà luôn. Nhưng mà nó sẽ có cái gì? Tấn công mục tiêu, tất cả hiệu ứng giữ nguyên, bỏ qua đỡ đòn và kháng cự giống như cái kia, gây 20% sát thương lan lên các mục tiêu xung quanh. Cái sát thương lan này thì bỏ qua miễn khống, còn cái thằng mà bị nắm á, cái thằng đó thì không bị bỏ qua miễn khống. Thành ra nếu như anh em nắm vào con ráp, anh em cơ bản là đã không gây được sát thương cho nó rồi, thì anh em có lan ra nữa thì cũng như nhau thôi. Đó, nó rồi là nó, mình thấy nó cứ xìu xìu về nền thế nào á. Đó, không được rồi kia. Đấy, thì cái này nó cũng giống y như ở trên thôi. Lần đầu tung tuyệt kỹ sẽ được cộng thêm 100% tỷ lệ chí mạng. Nếu mục tiêu đó có thể nhấc được, chắc chắn là dùng cái tuyệt kỹ này luôn. Đó, thì gần như nếu như mà cái cú đầu tiên anh em biết á, nó nhảy và nó nắm đối phương mà nó không chí mạng được ở cái lần đầu tiên, sau cái lần tuyệt kỹ đầu tiên sau khi đã nâng lục môn, thì anh em biết là cái trận đó nó phế như con dế luôn. Và nó thẳng câu vậy luôn, coi như là nó hoàn toàn đứng im thôi, không tác dụng gì cả.
Nam bọn nào còn có câu hỏi nào về con Clark không? Mình giải quyết nốt luôn đi, để về từ này đến về sau. Tại vì mình sẽ không nhận bất kỳ một ạc nào liên quan đến việc review Clark, cũng sẽ không mượn ạc một bạn nào để làm về lục môn Clark đâu. Tại vì mình không thích con này, là cái thứ nhất. Mình cảm thấy nó yếu và mình chê trách nó rất nhiều. Thật ra mình cảm thấy là nó cũng không có gì hay lắm. Thì những bạn nào mà muốn xem video về Clark thì có lẽ phải nên cân thể tuần ú. Còn cái đợt quay máy kéo lần này nó sẽ rơi vào thứ bảy bên mình, thì cái này thì mình cũng không quay được. Mình sẽ không quay cho anh em được. Thì cũng thông báo luôn là cái hôm quay máy kéo thì mình sẽ không stream. Đấy, vậy nhá. Con này bị viện trợ ghi counter nặng. Đấy, thành ra những anh em nào mà có ý định chơi Clark đấy, thì cực kỳ phải suy nghĩ. Chỉ có hai đội hình lúc nãy mà mình nói thôi, thuần gấu và team Ikari thì chơi Clark. Còn lại thì anh em không nên chơi Clark làm gì cả. Đó, và nếu như anh em chơi Clark, anh em sẽ phải buộc phải dồn cho nó có cái lượng mà cường hóa sát thương phải cực kỳ cao, để đề phòng trong những cái trường hợp mà nó không xuyên được biến khống của đối phương, nó không chí mạng được thì nó vẫn có sát thương đầu ra, chứ nếu không là gần như con Clark này sẽ không nhảy được. Anh em cứ tưởng tượng nó sẽ không nhảy được. Thì theo lịch đúng á, ở các server khác thì bao gồm là sẽ là ra Mizuchi trước, xong ra Clark xong rồi sẽ tới Major. Nhưng mà ở bên server mình thì đã quyết định là ra Clark trước, sau đó là sẽ tới Mizuchi và Major theo cái lịch mà mình dự đoán. Còn theo cái thông tin từ bên nội bộ của Fingerfund leak ra từ các mod á, thì kêu là tháng 10 này sẽ ra Clark, tháng 11 sẽ ra Major và tháng 12 mới ra Mizuchi cùng với sự kiện Giáng sinh. Tức là sẽ chờ đến tháng Giáng sinh mới ra Mizuchi. Thì cái này là nguồn tin là hoàn toàn không đáng tin cậy cho cả hai hướng. Thành ra các bạn thì những ai mà đang có ý định mà chờ Mizuchi các kiểu kiểu á, thì hoàn toàn có thể như nào, ngừng tay rồi tích kim cương đi các kiểu. Tại vì gần này nếu như ra Mizuchi chắc chắn nó sẽ đi kèm với một tính năng mới. Và tính năng này mình đoán là ít nhất sẽ là cái mặt sau của thần khí, là cái này. Đâu rồi, thần khí đâu rồi? Sẽ là mặt sau của cái thần khí này. Đó là cái tệ nhất nó có thể sẽ ra. Nhưng mà nếu như nó ra cùng một tính năng lớn, mà mình nghĩ là con Mizuchi là một con hạt nhân meta, nó sẽ ra tính năng lớn đó, thì nó sẽ ra cùng với cái tinh tú, là hình với quả cầu cầu á. Đó, cái tinh tú đó thì tăng lực chiến còn nhiều hơn rune nữa. Nếu như một bộ 6 với rune đỏ, nó sẽ tăng cho anh em khoảng từ 250k đến 300k lực chiến tối đa. Thì cái bộ tinh tú đỏ này nó có thể nâng cho anh em tới khoảng, để mình nhớ nào, 8 viên nó nâng hình như khoảng 550k lực chiến cho một bộ full đỏ của cái con đó. 550k lực chiến á, tức là gần gấp đôi so với một bộ rune đỏ. Thì anh em phải biết. Và cái giá của nó thì cũng chát chúa không hề kém, tại vì nó có tới 8 viên và một viên của nó ít nhất cũng 8k đến 10k, tức là ngang giá với một viên rune. Và nó cũng có thể bị trùng. Thì anh em nên biết như thế. Con Nagoro thì tỷ lệ rất cao là hoặc là sẽ được vào trong cái hộp của sự kiện Halloween, hoặc là vào trong hộp Giáng sinh, một trong hai thôi. Đúng, nếu như sát thương của Clark có xuyên miễn khống thì thực sự con Clark nó sẽ là một trong số những con mà cực kỳ khủng khiếp luôn. Nó sẽ, tại vì tỷ lệ chí mạng của nó quá cao. Anh em thấy mà, con Sion á, tỷ lệ cái sát thương xuyên miễn khống của nó thực sự là khá ít. Nó dựa vào chỉ số công của Sion, cái gì đấy nhỉ, dựa vào chỉ số công của Sion, và nó có một chút xíu thôi, khó chí mạng, mà nó cũng lâu lâu nó chọc chết được con rep. Thì nếu như Clark này mà còn có xuyên miễn khống nữa thì thật sự nó sẽ hơi bị điên đấy. Và hôm nay thì mẹ đang đánh 20:59 vui vãi cứt, thua đúng trận Forget Me, xuống mẹ nó hạng 4 đứng. Đúng rồi, nãy con nó có sửa một chút về cái hình ảnh của cái hạt giống trong nông trại. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái nó không phải là cái gì nhỉ, nó không phải là giao trùng nhanh, mà là nó ấy thôi, nó sửa hình gì cho đẹp vậy thôi, chứ còn nếu mà được giao trùng nhanh thì tốt, mà không có. Đây, thanh niên General KOF này thì mình dự đoán là thanh niên này sẽ đua con Terrico vòng 2 cùng với mình. Tại vì đội hình của thanh niên này, nếu như các bạn nhìn á, thì nó sẽ giống y như mình luôn, chỉ khác vị trí của Sunei và Saiki. Thì nếu như mà thanh niên này ấy, hai thằng cùng chí hướng với nhau mà cùng lấy con Terrico thì là hai đội hình sẽ hai thằng đấy y như nhau luôn, không khác gì cả.
Và con voi của nó anh em nhìn thấy đấy, nó con voi của nó khá là yếu. Không phải yếu ở đây ý, mình là nói yếu lực chiến á, nó chỉ khôn hơn 600k một chút. Tức là thua khoảng 100k lực chiến so với con rep của mình mà các bạn thấy đấy, không hồn vũ khí nó nhảy một phát là cũng 3 phần 4 máu rồi. Xém đi. Có ai còn hỏi về cái gì nữa không? Hỏi về con gì đó còn biết đường trả lời luôn là không, hôm nay off stream sớm này. Cái này là nhắc trên stream luôn. Những bạn nào mà có ý định hỏi mình về một cái gì đó thì anh em nên quan tâm đến hai điều như sau. Điều thứ nhất là nếu như đó là một trong số những câu hỏi cực kỳ bình thường thì mong là các bạn sẽ không hỏi mình những câu đó. Ví dụ như là anh ơi, em nạp pass tại sao nó không vào, hay là anh ơi em muốn nạp thẻ thì em nạp ở đâu. Thật sự là mình rất xin lỗi, mình không có làm về bên nạp thẻ, mình cũng không thể nào trợ giúp các bạn về bên khiếu nại được. Nếu như các bạn có cần ví dụ như là cái gì đó viết thư cho nhà phát hành hay thế nào đó thì các bạn là mong là các bạn sẽ đăng lên trên group thì anh em trên group sẽ giúp các bạn. Điều thứ hai là nếu như các anh em muốn hỏi về ví dụ như đội hình rồi mấy cái này cái kia đó, đội hình rồi tư vấn cái này thì chỉ việc nhắn tin vào cho mình, nhắn tin thẳng trực tiếp luôn, hỏi anh ơi em muốn chơi con này, anh ơi đội hình em thế này, không chứ đừng có anh ơi xong để im đó. Những bạn nào mà chỉ có hỏi đúng một câu như anh ơi xong để im đó là mình sẽ không bao giờ trả lời, để mình sẽ không biết là các bạn đang hỏi gì. Anh đã cứ lập tức nói luôn với mình là anh ơi em muốn chơi con như vậy, anh ơi anh thấy con này sao, thì mình có thời gian mình sẽ lập tức trả lời cho các bạn. Ok, đấy, nhất quán quan điểm với nhau như vậy dễ làm việc. Làm sao để Terrico không bị giảm nộ anh ơi? Theo như đúng theo như bản dịch thì là Terrico nhị môn sẽ không bị giảm nộ tân một. Đó, Terrico nhị môn sẽ không bị giảm nộ tân một. Còn nếu như mà nhị môn mà vẫn bị giảm nộ thì anh em quay câu hỏi thằng Finger Fun nhé. Cái đó không phải không nằm trong thuộc quyền quản lý của mình. Tiếp theo là còn về cái vấn đề mà dễ bị khống chế thì anh em sẽ phải chơi như sau. Thứ nhất, một là có con Athena để cho nó giải hiệu ứng. Hai là anh em cho nó đeo cái hồn Warden đấy. Đó, lên hồn Warden 3 sao và cho nó cọc. Đó là cách duy nhất. Uống cà phê sữa bỏ thêm tí cà phê đen liệu uống ngon hơn không ăn? Cái này là uống ngon hơn hay không thì dựa vào em. Nếu như mà em thích uống đậm thì nó sẽ ngon, còn nếu em thích uống nó ngọt hoặc uống nó nhạt thì cái đấy sẽ không ngon. Vậy thôi Phương, đúng không? Tỷ lệ câu trả lời cực kỳ xác đáng lắm mẹ luôn. À, các bạn thấy con Sun của mình dạo này đấm yếu lắm rồi. Ông đấm 3 triệu, 4 triệu nhưng mà cứ mỗi con 2 triệu thì không ăn thua. Thôi, con Saiki thì bỏ đi rồi. Mình sẽ đi kiếm một người có con Terrico. Tại vì hôm nay có một điều nữa mà trong nhà phát hành nó có nói, đó là thần điên này không? Không phải. Nó sẽ sửa lỗi con Terrico này. Không, con này đây 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 đây. Đây là thanh niên Mini Nico. Thanh niên này là chơi con Terrico. Mình nghĩ con Terrico này là con khỏe nhất server mình hiện tại. Và thanh niên này có tỷ lệ đánh thắng với top 1. Tôi đánh thắng Forget. Mình chưa thua trận nào nhưng mà có một số trận nó đánh mình về còn hai người. Tức là còn hàng trước thôi. Nó đấm một phát có bay thần bài mà luôn á. Có trận nó đấm một phát bay thần bài luôn á. Mặc dù là mới có hồn vũ khí thôi. Sẽ đánh thanh niên là một trận. Để xem là nó đã sửa cái vấn đề hình ảnh của con Terrico chưa. Nghĩa là nếu như mà trong team có Mizuchi thì nếu như đội hình nhiều vệ thì Mizuchi tuyệt kỹ sẽ khỏe hơn. Nếu như đội hình nhiều đẻ thì con Mizuchi tuyệt kỹ, con Mizuchi nó sẽ thủ khỏe hơn. Còn nếu nhiều kỹ á thì nó sẽ được tuyệt kỹ sớm, tức là nó sẽ có nhiều tuyệt kỹ hơn, tức là hồi nộ liên tục. À đây đây, con Tari của chúng ta có cái hiệu ứng lửa rồi đây. Đấy, sau khi các anh em nói thì cuối cùng nó cũng sửa rồi, có hiệu ứng lửa cho anh em chơi rồi. À, không không nữa nha. Thì nếu như mà anh em đánh theo cái kiểu mà team thu uy á
thì team nhiều vệ sẽ mạnh hơn. Nếu như anh em đánh theo kiểu mà hơn uy á, thì team nhiều kỹ thì con Miochi sẽ được tuyệt kỹ đầu tốt hơn và tuyệt kỹ nhiều lần. Còn nếu như mà đánh về team mà theo cái kiểu mà anh em không biết là đi làm gì á, thì nhiều đẻ nó cũng ok. Tức là hơn uy cũng được mà thua uy cũng không sao hết. Trận này theo những gì mình đang nhìn thấy là mình đang có khả năng bị thua nhé. Trận này mình đang có khả năng bị thua. Miochi như vậy cũng còn ổn định. Họ sinh hạt nhân đầu tiên ganh cây. Siêu nữ tam hệ nên chơi Na hay Metacool? Nếu như em hỏi câu đó thì em chắc chắn phải lấy Na. Con Athena là con bị bắt buộc phải có team siêu nữ. Tại vì nó không phải là nhân meta nhưng mà nó buff cho nữ có khi còn nhiều hơn cho một con meta nữa. Đặc biệt là khả năng buff phòng thủ của nó. Đấy, 4 tầng đấy. 5 tầng rồi anh em, đổ cái màu đỏ đậm rồi. Này 5 tầng này. Cú này nó sẽ đấm xuống phía dưới này nhưng mà mong là đấm vào thế này chứ đừng đấm vào con Sunei. Tại vì đấm vào Sunei, con Sunei bên mình đang có giới hạn sát thương nó sẽ không nổ đâu. Nếu như ngoài Saiki với Kula ra thì thực sự là hiện giờ em chỉ có... Ôi giời. Ôi giời. Em thấy đấm ghê phết đấy. Nếu như em không biết em chơi con nào tăng thì em nên chơi kinh tăng cũng được em. Con kinh tăng cũng ổn lắm đấy. Nếu như em chơi team nữ chơi kinh tăng đi em. Hả, cái gì khiên ngược? Khiên cái nào ngược em? Em không để ý đấy. Ôi trời, bài đi nhảy vào thằng Robert trẻ. Anh em yên tâm, cái quả vừa rồi nếu như mà thực sự là con Tariko này là một con Tariko lục môn á, thì cái quả vừa rồi đã đấm hai phát như vậy á, thì phát đầu tiên là con Na của mình bật nội tại luôn chứ không phải còn một xíu máu, rồi đấm phát thứ hai là con Na của mình bật màu luôn, bay màu luôn. Nhưng mà tiếc quá, con Tariko này chưa được phải đâu, còn lâu lắm em ơi. Mong là con Tariko bên kia có nổ đấm vào con rep của mình xem thế nào. Bay màu được con rep luôn thì mới vui. Giảm hồi máu 90% mà Na vẫn hồi được. Ôi trời, đấm hai phát. Hình như thằng này cầm Storm 5 anh em ạ. Nếu mà mình nhìn không nhầm, mình nhớ nó dùng Storm 5 thì mới đấm được như vậy chứ nhỉ. Con Na bị giảm hồi máu là một chuyện à, nhưng mà cái vấn đề là con Na nó có tăng khả năng hồi máu đấy không? Thành ra nó cũng vẫn là hồi được thôi. Thì là hồi không được nhiều. S-Mark Tariko thì bắt đầu giảm 100%. Đấy nha, anh em thấy là con rác của mình vừa rồi hồi có chút xíu. Bây giờ giảm 70-80%. Chết đấy các bạn trẻ. Kẹp cả hạt nhân thì thôi à, thực sự là nếu như em kẹp cả hạt nhân cũng được. Còn nếu như không em chơi Maxima đi em. Nếu như quyết định đã chơi Saiki đỏ thì chơi Maxima đi. Chơi Maxima vui đấy. Tâm bay con rep đấy. Một phát. Đúng là hồn storm mà anh em. Tariko bão tố rồi. Mà lượt vừa đấm chán quá, lượt vừa rồi bên mình không nổ room mà thằng nên đấm chán quá. Nếu như quả vừa rồi là lục môn thì chắc chắn là con rác của mình bay rồi. Nhưng mà chưa có đâu. Anh em muốn chờ lục môn em phải chờ khoảng xem nào, 20 ngày nữa, 3 tuần. Phải các bạn tở nhỉ. Một nhảy bay. Theo mình đội nào đang và sắp thành hoàn mỹ nhất. Ok, sau trận này đây, đội hình hoàn mỹ nhất hiện tại hiện giờ đang là đội hình này đây, hỏa tứ hồn tứ đại ung thư. Hiện giờ đội hình này đang là đội hình mạnh nhất, tại vì tất cả các con trong trong vị trí này tứ đại ung thư thì chúng ta không nói rồi, là bốn con mạnh nhất cái meta hiện tại. Vị trí kill flame là vị trí gần như bất buộc, tại vì nó so với con instinct yuri á, thì nó khỏe hơn instinct yuri rất nhiều. Còn tiếp theo nữa là khi mà lắp vào cái đội hình này á, cộng với cơ lực hơn, thì để cho các đội hình hoạt động tốt nhất thì các bạn sẽ cần một con rắn.
Và không có con rắn nào tốt hơn con Saiki ở thời điểm hiện tại cả. Không những là một con vừa có thể tăng, vừa có thể công, đặc biệt là Saiki S-Max đó, còn búp hỏa cho con Kyo đó, và cũng có rất nhiều hiệu ứng đốt máu với các kiểu kiểu. Hiện giờ cái hội mà một số hội mà nó không có khả năng tự giải hiệu ứng á, gặp đốt máu rất là mệt đó. Thành ra cái đây chính là team hiện giờ đang là khỏe nhất hiện tại, thì nếu mà đi vòng 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 xung quanh tất cả các top server á, đều sẽ dùng cái đội hình này hết. Chỉ có đơn cử một vài đội hình nó sẽ bị hơi trật ra một chút, ví dụ như bên mình chơi thì là không có con Sion, chứ nếu không anh em thay con Sion vào đây là hoàn toàn là như giống y chang. Forget thì cũng thế, cũng là hỏa tứ hồn, khác đúng ở chỗ vị trí Leona Soldier này không dùng Sion thôi mà dùng Leona thôi. Đó thì sắp tới thanh niên sẽ thay hai con này bằng con Clark với con Minucci để chơi team gấu. Đấy, thanh niên là chơi đội hình như vậy. Quá dị đúng không các bạn? Còn lại các đội hình khác thì cũng như vậy thôi. Sắp tới thì đội hình tam hệ để xem nào. Trong số các đội hình khỏe nhất sắp tới mình dự đoán đến khi ra Minucci thì đội hình nữ, team nữ sẽ team mạnh nhất. Lý do vì sao? Tại vì team nữ á, cái việc mà người ta dồn kim cương khá là dễ. Tại vì có, đặc biệt là các server cũ, server mới thì mình không tính. Mà server cũ á, thì các bạn ấy dồn chờ team nữ lâu lắm. Nuôi con nào cũng tới chỗ đàng hoàng. Có được hai kỹ để cho con Minucci nộp tới một. Có con Leona Soldier để cho búp được cái hiệu ứng tăng sát thương lên cho các mục tiêu như cao mình, máu kinh nghiệm cho con Minucci. Nó ra dồn dập thì có tích được kim cương đó, rồi đánh trước. Có thêm cả viện trợ Athena để búp công cho cả đội hình. Rồi viện trợ Robert búp chí mạng. Tức là đủ các thứ kiểu hết. Thật nên nếu như khi mà Minucci ra mắt thì team nữ thực sự mới là lên. Chưa kể là nếu như mà còn ra cả mây trời trong vòng thời gian sắp tới nữa thì gần như là team nữ là có cả ba con sát thương mạnh nhất thời điểm hiện tại, là có Terry, có mây trời, có Mizuchi, Terrico, rồi có Athena hàng trước các kiểu kiểu. Là team nữ rất khỏe. Ông này tàn tính nhiều. Thì giờ này có ai mà muốn về nhé. Team nữ chơi thì bắt đầu nên về đi. Có deck kim cương đâu mà không có cái gì đòi này S-Max cả tên gồm mây trời. Không biết về sau có cho hai ống máu. Hai ống máu thì có con Elizabeth rồi đây. Elizabeth hai ống máu. Saiki, con Saiki cua đỏ là đến 5-6 ống, còn thì nó hồi sinh 5-6 lần cơ mà. Sắp tới tam hệ Ikari, tam vệ Ikari chắc tốt. Better dạo này câm lặng luôn. Better dạo này đây đội hình thật sự là đánh buồn cười lắm. Mình với lão Hoàng Bát thì không đấm nhau, mà chủ yếu là mình đấm với thằng này. Mấy hôm nay Better nó câm lặng quá. Đây thanh niên Better đây. Thanh niên Better này câm lặng quá thì mình qua chơi với thằng này. Thì giờ chỉ có gần như là chỉ có mình đấm nhau với nó thôi. Cái đống trận ở phía dưới là trôi hết rồi đó. Đó là mình đấm nhau với nó. Đấy hai thằng đấm nhau. Thì nếu như nó ở trên thì mình lên trên, còn nếu không thì mình cứ đứng đây, cứ để ba Việt Nam đứng top 1 2 3 là được rồi. Mình cũng không đấm nhau với hội này làm gì. Không có lý do gì cả. Đấy, còn lại là 20:59 thì cứ ngồi can thanh niên này với thằng Better. Chủ yếu là can Better là chính thôi. Nhưng mà hiện giờ thì thằng Better này á có một cái khá là lạ. Là nếu như mà mình tỷ lệ thắng với thanh niên VIP 18 và Better rất cao. Thậm chí là tính là 19 và 28 luôn á. Đối với hai thanh niên này thì tỷ lệ mình thắng hai thanh niên Việt Nam khá là thấp. Mình đánh với Forget thì thắng của mình là 30%, có khi không tới 25-30%. Mình đánh với Hoàng Bát thì hôm thì hên thì được 5 năm. Còn hôm mà xui thì coi như là không thắng nổi luôn. Đó. Nhưng mà mình lại ăn hai thanh niên rất là dễ. Mà hai thanh niên này thì lại ăn được hai thanh niên trên này. Thành ra mình cứ đứng ở đây này, đấy cứ đứng im ở đây. Thằng nào nhảy lên thì mình đấm đó. Thành ra cái cục diện top 5 của cái S48, 46, 48 mới rất là kỳ. Còn hội ở dưới này thì không tính tiền rồi. Hội dưới này không tính tiền. Mà có cái thằng này này. Đấy, thanh niên Mini Nico ở đây. Hiện giờ đang chơi con Terrico hồn bão tố. Và thanh niên này có khả năng đấm chết được nguyên một hội mình ở trên này luôn. Hôm bữa nó ăn top 1 được hồn như được một hôm thì phải. Nhưng mà nhớ không nhầm. Tại vì mình vô mình thấy nó đứng ở trên đây. Ăn cả Forget 2-3 lần nhưng phải một lần. Rồi thằng Senna này thì thua một gen ở dưới. Hội dưới nó đấm được hết. Thế này cũng buồn cười lắm. Nhưng mà nhiều chuyện buồn cười lắm. Đối với Forget à? Đối với Forget thì thôi vô trong bạn bè đánh cho nó dễ. Còn cái trận kia anh để đó anh đấm nhau với Better.
chỉ có là chơi với better thôi. Tại vì bây giờ mình cũng một ngày mình cũng không xài đánh quá 5 lần làm gì cả. Đánh một ngày đánh 5 lần thôi thì thường là bắn 3 lần vào better. Hai lượt còn lại thì một lượt để can 20 giờ 59, một lượt để xem có thanh niên nào ở trên thì mình đấm thanh niên trước. Đấy, trận này thì tỷ lệ là thua rồi. Nhìn vậy là thấy thua rồi. Đấy, nếu như mà cái công lặng này lên cái hàng trước thì rất là dễ, nhưng mà lại công lặng đúng vào cái con này. À, đen thì chịu thôi. Chủ yếu là xem con vai xem có nhảy thế nào. Giờ thảm độ con leo ra sâu chờ thì nó cũng hết nhiệm vụ. Con leo ra sâu chờ và là hết nhiệm vụ rồi đó. Không có làm được gì nữa đâu. Đấy, thấy không? Mình đánh với bên với Forget lúc nào cũng xem như chấp con này rồi. Lúc nào cũng xem như là chấp con thần bài này. Lúc nào cũng bị. Tại vì bây giờ nguyên cái hàng sau thì được mỗi con thần bài có sát thương thôi, mà nó khóa con thần bài là mình bị thiếu sát thương đánh với Forget. Đấy, bây giờ mà vai nhảy vào chỗ con Athena này thì cũng không ai follow up với con vai này để hạ con Athena này hết. Đấy, nếu con vai mình hút thẳng vào đây thì may ra mới có cơ hội thắng thôi, chứ còn nó cũng bó tay. À đừng Sun, hôm nay Sun nó ngoan được một chút. Cái tỷ lệ câm lặng của con này rất là cao luôn, nó thực sự rất là cao. Đấy, một con. Thật là nhảy xuống phía dưới này thì Sun này nó không sợ. Sun này kêu chém nữa đi. Còn nhiều chém hết thì chém nốt đi. Đấy, và thần bài của mình lại bốc lộn lá. Bốc lá nhép lên thì may ra trận này có tỷ lệ, chứ còn bốc cái này chết.